Phẩm hạnh anh nhi, phẩm thứ 9, thiện nam tử. Vì sao gọi là hạnh anh nhi? Thiện nam tử không thể khởi dậy, không thể trú yên, không thể đến, không thể đi, không thể nói năng. Đó gọi là trẻ thơ. Như Lai cũng như thế, nói không thể khởi dậy, đó là Như Lai chẳng bao giờ khởi dậy các tướng của pháp. Nói không thể trú yên, đó là Như Lai không vướng mắc hết thảy các pháp. Nói không thể đến, đó là Như Lai tuy thân có đi nhưng không hề có sự dao động. Nói không thể đi, đó là Như Lai đã đến và trú yên nơi Đại Bát Niết Bàn. Nói không thể nói năng, đó là Như Lai tuy vị hết thảy chúng sanh mà dễ thuyết các pháp nhưng thật không có chỗ thuyết giảng. Vì sao vậy? Nếu có chỗ thuyết giảng thì gọi là pháp hữu vi. Như Lai Thế Tôn chẳng phải hữu vi nên không có chỗ thuyết giảng. Lại nữa, không nói năng, đó cũng như trẻ thơ chưa biết rõ ngôn ngữ, tuy có nói nhưng thật cũng không nói. Như Lai cũng thế, chưa rõ biết ngôn ngữ, tức là lời sâu kín của chư Phật, tuy có chỗ nói ra nhưng chúng sinh không hiểu được nên gọi là không nói. Lại nữa, trẻ thơ gọi tên Phật không chuẩn nhất, chưa biết đúng tên. Tuy gọi tên Phật không chuẩn nhất, chưa biết đúng tên nhưng vẫn nhờ đó mà hiểu biết được Phật. Như Lai cũng thế, hết thảy chúng sanh ở các địa phương chủng tộc khác nhau, lời nói khác nhau. Như Lai phương tiện tùy theo mỗi chúng sanh mà thuyết giảng khác nhau, nhưng cũng khiến cho hết thảy chúng sanh đều nhờ sự thuyết giảng đó mà hiểu được. Lại nữa, trẻ thơ có thể nói được những âm chính, Như Lai cũng thế, nói ra những âm chính như âm bà, âm hòa, nói hòa tức là hữu vi, nói bà tức là vô vi, đó gọi là như trẻ thơ, nói hòa gọi là vô thường, nói bà gọi là hữu thường. Như Lai nói thường, chúng sinh nghe rồi liền vì pháp thường mà trừ bỏ vô thường, đó gọi là hạnh anh nhi. Lại nữa, trẻ thơ không biết phân biệt khổ vui, ngày đêm cha mẹ, Bồ Tát Maha Tát cũng vậy, vì chúng sanh mà không biết khổ vui, không nghĩ đến đêm ngày, lòng bình đẳng đối với chúng sanh, nên không có các tướng như cha mẹ, kẻ thân, người sơ. Lại nữa, trẻ thơ không thể làm ra mọi việc lớn nhỏ, Bồ Tát Maha Tát cũng vậy, không tạo nghiệp sanh tử, gọi là không làm ra việc lớn. Việc lớn đó tức là năm tội nghịch. Bồ Tát Maha Tát không bao giờ làm năm tội nghịch nặng nề. Việc nhỏ đó tức là tâm nhị thừa. Bồ Tát không bao giờ suy mất tâm Bồ Đề mà hướng theo các thừa thanh văn Phật Bích Chi. Lại nữa, hạnh anh nhi đó ví như đứa trẻ thơ kia đang khi kêu khóc, cha mẹ liền lấy chiếc lá cây dương màu vàng đưa cho mà nói rằng: đừng khóc, đừng khóc, ta cho con vàng đây. Đứa trẻ nhìn thấy tưởng là vàng thật liền thôi khóc. Nhưng lá cây dương thật chẳng phải vàng, cho đến trẻ thơ nhìn thấy con bò gỗ, ngựa gỗ, búp bê có hình con trai con gái cũng đều tưởng đó là bò ngựa con trai con gái liền nín khóc. Thật không phải là con trai con gái mà sanh ra những ý tưởng cho đó là con trai con gái, như vậy nên gọi là trẻ thơ. Như Lai cũng vậy, nếu có chúng sanh muốn làm những việc ác, Như Lai bèn vì họ mà nói rằng có trời 33 là thường lạc ngã tịnh, đoan tránh được tùy ý phóng túng, cư trú trong cung điện xinh đẹp, hưởng thụ năm món dục lạc, chỗ tiếp xúc của sáu căn, không gì là không vui thích. Chúng sinh nghe rằng có những sự vui thích như vậy, trong lòng ham muốn liền thôi không làm việc ác, riêng làm các nghiệp lành để được sanh lên cõi trời 33. Nhưng thật ra thì ở đó cũng là nằm trong vòng sanh tử, không có thường lạc ngã tịnh. Vì cứu độ chúng sanh nên Phật dùng phương tiện mà nói là có thường lạc ngã tịnh. Lại nữa, nói trẻ thơ đó là nếu có chúng sanh chán sợ sanh tử, Như Lai liền vì họ mà giảng thuyết về hai thừa, nhưng thật ra không có lẽ chân thật trong hai thừa. Tuy thế, nhờ vào hai thừa mà chúng sanh rõ biết được những tội lỗi trong sanh tử, thấy được sự vui niết bàn. Nhờ thấy biết như vậy nên có thể tự phân biệt sự dứt mất không dứt mất, chân thật không chân thật, có tu tập không tu tập, có chứng đắc không chứng đắc. Thiện nam tử như đứa trẻ thơ kia, đối với vật không phải là vàng lại tưởng là vàng, Như Lai cũng như vậy. Đối với sự bất tịnh mà thuyết dạy là thanh tịnh, nhưng vì Như Lai đã rõ biết nghĩa chân thật rốt ráo nên thuyết dạy như vậy mà không phải là hư dối. Như đứa trẻ thơ kia tuy không phải là bò ngựa lại tưởng là bò ngựa, nếu có chúng sanh nào ở nơi không phải đạo mà tưởng là đạo chân thật, Như Lai cũng thuyết dạy rằng chỗ không phải đạo đó là đạo, nhưng ở nơi không phải đạo thì thật không có đạo. Chỉ vì thuyết dạy như thế có thể làm sanh ra nhân duyên rất nhỏ của đạo nên không phải đạo mà nói đó là đạo. Như đứa trẻ thơ kia ở nơi những búp bê con trai con gái mà tưởng là con trai con gái, Như Lai cũng như vậy. Tuy rõ biết không phải chúng sanh mà nói chỗ lầm tưởng là chúng sanh, nhưng thật không có tướng chúng sanh. Nếu Phật Như Lai nói rằng không có chúng sanh, hết thảy chúng sanh ắt phải rơi vào tà kiến. Vì thế nên Như Lai nói là có chúng sanh. Người nào ở trong chỗ chúng sanh
mà cho rằng đó là chúng sanh thì không thể phá trừ được tướng chúng sanh. Nếu ở trong chỗ chúng sanh mà phá trừ được tướng chúng sanh thì có thể được đại bát niết bàn. Vì được đại bát niết bàn như vậy nên thôi không còn kêu khóc như trẻ thơ, đó gọi là hạnh anh nhi. Thiện nam tử, nếu có kẻ nam người nữ thọ trì đọc tụng sao chép giảng thuyết năm hạnh này, nên biết rằng người ấy nhất định sẽ đạt được năm hạnh như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật vừa thuyết dạy thì con đây chắc chắn cũng sẽ được năm hạnh này. Phật dạy: Thiện nam tử, không riêng gì ông được năm hạnh này, mà hôm nay trong chúng hội đây còn có 930.000 người cũng đạt được năm hạnh giống như ông.